Còn hai cái thiền định và thiền tuệ nó khác nhau ra làm sao? Thì quý vị ngó cái đèn dầu á, quý vị thấy không? Nhờ có cái chụp đèn mà cái đèn ở bên trong nó đứng yên, nó không bị chao động. Nhưng một khi mình dở cái chụp đèn nó ra thì cái ngọn đèn nó sẽ dao động. Cái chụp đèn á, nó giống như là cái định vậy, nó làm cho cái tâm mình nó định lại một chỗ. Mà nhờ cái có cái ngọn đèn á thì chúng ta có thể soi sáng được cái vật này vật kia một cách rõ ràng. Cũng vậy, định giúp cho tâm của chúng ta không bị dao động, và tuệ giúp cho chúng ta soi sáng vấn đề.